Nhận ra luôn rồi phải không? Nhận ra được phải không? Mình hô tên nha. Dạ. 1, 2, 3 Lê Dương. Cảm ơn Hương rất là nhiều. Em không ngờ là trên đời này cô ca sĩ 72 tuổi rồi mà hát từ 6 giờ sáng đến 10 giờ chưa xong. Bao nhiêu con người ngoài kia chờ, anh có tuổi rồi anh mới cho người ta lên, ta tấn lên chứ. Anh hát cái gì mà hát hoài vậy anh Hưng? Anh đang diễn tả ba em hả? Ủa vậy hả? Sao anh hát gì không biết mệt vậy? Trời ơi, nay chạy xô ê hề mà hát gì mà hát hoài. Anh vô đi, ừ. Mọi người ơi, một trọng tay thật lớn chào đón với Dương Bảo Lâm. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhận lời. Ok ông, vui không anh? Ê, hay không? Quá vui luôn không? Dạ rồi. Đi lộn, qua bên kia. Dạ. Anh đi vô đi, chỗ của em anh đi lẹ đi. Không có ai mà nói nhiều như anh như vậy. Sao mà nói nhiều quá ha? Dạ vâng, lời đầu tiên xin phép em gửi đến các anh công an. Dạ. Chào các anh trước, các chị công an. Và toàn thể các chị em phụ nữ có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay à. Dạ, xin tự thiệu, tên là Lê Dương Bảo Lâm, quê thì khá xa xăm, mà tận Long Thành, Đồng Nai, đón xe mới vào. Ồ quá, nè lên diễn đi, nè. Sao tao nói trên này mà sao cứ giọt hoài? Đó mà người ta về diễn thì để tao thoại đi. Sao mà ngồi khán giả mà thoại quá à? Sao chị? Bà nói cái gì? Mồm tao. Bà mà ngoài đàn tôi quánh bà liền. Bà vô đây tôi nhịn bà đó, chứ ngoài đời là tôi cào bà rồi đó. Dạ, chào lời. Dạ, em tự thiệu tên là Lê Dương Bảo Lâm, quê thì khá xa xăm, ở tận Long Thành, Đồng Nai, đón xe mới vào. Một hôm đang livestream ồn ào, em nghe là trại số 5 đã có chương trình văn nghệ rất là vui. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui em đã quyết định mặt ngày hôm nay. Bây giờ em chỉ thầm mong tất cả mọi người dưới ủng hộ hết mình, trảo tay thật lớn đâu ạ. Dạ thưa quý vị, mùa xuân đã về. Sao hay ra dễ quá hả? Ok. Lại đây được coi luôn hả? Đây coi tôi luôn hả? Có không? Rồi đó coi ê hề vậy. Ok, cái gì cũng coi đúng không? Ok, mùa xuân đã về rồi. Xin chúc tất cả chị em phụ nữ đây, chúc tất cả anh công an luôn. Dạ. Một năm mới phát tài phát lộc, tiền xuân đường rách áo. Một năm mới phát tài phát lộc. Thấy không? Ta đàng hoàng, ta nói chuyện, ta quạt. Bài sao mới giật, bà bóc, bà hốt, bà làm. Bà khao khát tôi lắm hả? Lâu lâu bà thấy trai đẹp đây hay gì? Bà ơi, vô bà rờ, bà làm cái gì đó? Sao mãi quá anh để ý bà này, bà tên gì vậy? Bà tên gì vậy chị? Bà Trà My ở phòng số mấy? Dạ anh công an ơi, nhớ là bà Trà My phòng số 10 nha. Bà là có dấu hiệu là bóc hốt, là mà móc đồ này nọ đó. Em vừa đi quen cái bà móc em liền luôn đó. Còn tôi biết sao bà vô đây là bà móc rồi đó. Quá trời, đúng không? Tự nhiên em đang đi ngang cái móc cái gì đây? Sơ hở là bóc à. Tới đâu quên rồi, mẹ nói gì vậy? Đang chút đúng không? Đừng có dẹo tôi nữa. Im lặng nha, đang nhớ văn mà nó dẹo cái quên văn luôn. Rất dễ sợ. Năm Đồng Nai. Dạ, năm mới xin chúc tất cả chị em ở đây. Dạ, anh chúc công an một năm mới phát tài phát lộc, tiền xuân đầy túi, tiền giấy đầy bao. Đi ăn được khao, về nhà được trước, tiền vô ngõ trước, hộp sòn vô ngõ sau. Tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ba ngày. Lời chúc hay chào tay thật lớn đúng không? Dạ nãy Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu là có thằng Minh Dự nữa. Bồng biết Minh Dự không à? Bồng tên là Bồng à. Minh Dự sao? Đặc điểm nhận dạng Minh Dự sao à? Thấy Bồng chạy vô người ta. Bị sao? Cái miệng hả? Ai không có cái miệng chị? Bị gì chị? Cắt khúc này gửi cho Minh Dự liền nha. Dạ thì hai anh em là có hẹn nhau nhưng mà thật sự có vấn đề anh chị à. Ta nói Minh Dự nó từ quận nhất, nó bức rứt quận 2, lai ra quận 3, la la quận 4, bị thốt quận 5, âm thầm ở quận 6, ăn cháo quận 7, lại nhảy quận 8, ăn cám quận 9, lính quýnh quận 10. Rồi nó bắt cờ quận 11, ký nhọt Tân Bình, Bắc Bình, Tân Phú đang chạy rớt bà cái nú hầm tôi tiên. Dòng đeo răng giả mà rớt luôn cái nú luôn rồi. Thì sáng nay là không có Minh Dự nha anh Hưng ơi. Không có Minh Dự gì cả. Cho nên là bây giờ chỉ có một mình Lê Dương Bảo Lâm thôi. Chính vì vậy ngày hôm nay Lê Dương Lâm sẽ có những tiết mục đồ này nọ mọi người muốn em xiết lắp vòng múa lửa nuốt dao nuốt kiếm live stream xiết làm gì nuốt em hả? Lên đây ôi một hình ảnh nó quen thuộc của tôi. Trời đất ơi. Rồi bà nhìn xuống thiên hạ rồi 1, 2, 3 cười rồi răng bà đâu? Sao giống em vậy? Răng chị đâu vậy? Em nuốt rồi.
Trời ơi. Để nuốt, em nuốt luôn răng em rơi. Trời đất ơi, thấy thương không? Sao cơm không ăn mà ăn răng vậy? Nha. Mà... trời ơi, là rớt cái răng ở đây là không có gắn được hả? Thấy chưa, mọi người thấy không? Răng sứ ghê lắm, đừng ai làm răng sứ nha. Em thấy anh hay tài trợ này nọ đó, rồi anh có tài trợ luôn cái răng này chị. Trời ơi, răng tôi rớt liên tục, bà nội ơi, răng Vũ Hà cũng mới rớt kìa. Okay. Rồi, thấy thương ghê không? Đây rớt răng không có chỗ gắn. Trời ơi, ngoại nữa kìa. Sao đây rớt răng nhiều vậy? Răng đâu? Ngoại. Ngoại nè. Trời ơi, chị rớt con cái mà mấy răng ngoại đâu? À, rớt luôn. À, đi kiếm răng coi. Đẹp răng đẹp quá trời. Ok, răng ok đó. Dạ rồi. Ê. Dạ rồi, bây giờ mình làm gì ạ? Bây giờ em hát đây tới 9 giờ tối lần. Bây giờ mình đây vui vẻ nha. Làm gì ạ? Hát hò đi ha. Ok, rồi trước khi ra vẽ thì bây giờ mình mở màn một bài xương thật là dễ thương và đáng yêu. Ca khúc được mang tên, ở đây có ai bị thiếu nợ không? Tết mà đừng có quạt nữa. Bà quạt mà thấy cái gì? Bà muốn cái gì? Bà bóc, bà hốt rồi bà quạt cái gì lên ngoài. Nhỏ này. Sợ ghê á, sao mà mấy đứa này còn đứng hàng đầu vậy? À, ở đây ok nè. Ê. Rồi sao đậu cái ra bàn lên đầu vậy? Ý bị không à che đầu là ok, ok cho chị che là không có kéo đồ của chị là bị thiếu đúng không chị, rồi lạnh mỏi ác đúng không? Dạ rồi. Dạ mỗi ngày đó mọi người có thể thấy chứ mà thấy bên dự trên YouTube đó là dạ, vào ba hay bắt đầu hít tóc giả gái nha. Đâu vô đây giả gái sợ mấy anh lũa lại luôn á. Trời đông quá, đông quá mình chặt. Dạ tặng bông em hả? Trời ơi tiền cũng đồng nam mới có chồng vậy. Đau quá mà bây giờ dạ. Gu em vậy đó. Gu em vậy mùa hè nó đỡ lắm. Dạ. Dạ bây giờ đông quá, đông mấy anh em quá mà mình vào ngắn còn đâu có được anh. Mình vào dài thòn chút xíu đi. Dạ chào bà con tâm họ, xin chào từ trẻ nhỏ tới người già, xin chào người bốn ba tới người sung sướng, xin chào người làm thuê phúc mướn tới người làm chủ công ty, xin chào người đã du quy tới người còn cô độc, xin chào người còn đi học tới người đã thành danh, xin chào người tài năng tới người nho nhã, xin chào người xa lạ tới người đã gặp nhiều lần, xin chào từ ngoài sân, xin chào người sân khấu, xin chào người đầu gấu tới người hình lành, nói chung người xung quanh cũng xin chào nha hết. Em ơi bây giờ nhiệm vụ của em, công việc của em sẽ làm cho mọi người thật là vui. Dạ cái năm này anh phải chạy bên ca hai đó. Dạ nó hết ca sĩ rồi. Dạ anh đi hát, đi học, đi nhiều ca dữ. Rồi mà anh thương qua bên kia phục vụ đó, hát chùa mà chạy vậy đó. Dạ mọi người nha. Bây giờ mình lên nha. Ok là ui rồi đúng thế, đi về đi. Ba năm nữa, phải học cải tạo tốt thì về sớm thôi. Dạ. Nghe giọng nhận ra hàng nào chưa? Đã. Nghe giọng biết thùng nào chưa? Rồi. Hải Dương đúng không? Dạ. Hải Phòng. Không lòng vòng nhá. Học tập tốt là một năm mới về. Ok. Ngay sau đây phải học tên nửa cái vầng trăng. Các bạn ơi. Hôm nay là đang đi quay đó, nhưng mà tại vì anh Đàm Vĩnh Hưng nói là phải gặp các bạn để ủng hộ tinh thần cho các bạn phấn chấn lên để mình về mình tái hòa nhập cộng đồng, đúng không? Thì Việt Hương mới tranh thủ chạy qua đây và hy vọng là năm sau á Khoa sẽ mời Việt Hương quay lại đây với những tiết mục hoành tráng hơn, có dàn dựng rồi có nhiều cái chương trình hay hơn nữa. Và hồi nãy á, cả nhà có ngồi các bạn có nghe anh Hoài Phương là ông xã của Hương hát rồi đúng không ạ? Biết luôn rồi, biết ông xã tôi luôn rồi, Vĩ Hương. Nhưng mà cả đời không được diễn chung với ổng, tại vì cái dòng nhạc của ổng với lại diễn viên hài nó khác nhau quá, cho nên là mình không bao giờ được diễn chung với ổng, quá ức luôn. À, nhưng mà trên sân khấu Việt Hương có rất là nhiều ông xã luôn. Bây giờ sẽ giới thiệu một cái ông xã đặc biệt dễ thương lên đây hát tặng cả nhà mình một bài được không? Ông xã number one nha, Đoan Nguyễn ơi. Quý vị nghe em hát có được không ạ? Dạ. Chương trình ca nhạc theo yêu cầu của chúng tôi xin phép được bắt đầu bằng một bài hát rất quen thuộc được quý vị và các bạn yêu mến trong suốt thời gian vừa qua. Một bài hát mà theo yêu cầu của chị tên gì? Tên gì? Chị Kim Hoa. Nhiêu tuổi rồi? 53. 53 tuổi.
Thế còn chị, chị tên gì? Chị tên Trinh. Vâng, năm nay chị nhiêu tuổi? 60 rồi, hèn chi răng đi hai cửa cái rồi nè. Thế còn em nay em nhiêu vậy? Cười ra chị. 30 thôi à? Lần tổ anh từ xô nó vào luôn rồi. Chị à? Anh nhà bà ơi, bà thần tượng con. Mà bà nắm tay con bà rung, con muốn rụng nụ. Và một bài hát theo yêu cầu mà em đã dụ không biết bao nhiêu con nít và người lớn trong những năm qua. Đại lên nè. Hôm nay em vào đây em tiếp tục dụ tiếp nhá. Ca khúc với tựa đề Búp bê sang nhà. Mọi người vui chứ hả? Mọi người mệt không? Rồi chơi tiếp nha. Ok. Ca sĩ mày dữ quá phải không? Ừ, ca sĩ phải dữ thôi, chứ không có gọn hiếp tôi sao? Vâng, và tiếp theo sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Lê Quang mà Ngọc sau khi mà Ngọc hát ca, sau khi nhìn vậy mà không phải vậy đâu, đẹp cái gì, make up đó, mở ra là hết hồn. Tôi mở ra mà tôi còn hết hồn mà. Lâu lâu sáng thức dậy mở make up ra mà nhìn vô cái kiến hết hồn, thử con nào, thấy không? Cuộc đời mà mình phải make up này nọ, mình phải sống ảo ảo đồ, thấy không? Cho nên là mọi người ơi, hãy cẩn thận khi chúng ta quen ai đó, chúng ta quen trên mạng hay cái gì đó mà nói tuổi ra, thí dụ 18 thì chúng ta phải trừ hao, ở ngoài nó 38. Trời đời nó là như vậy đó mọi người ơi. Cho nên là thôi kệ, ảo được thì hãy cứ ảo. Và bây giờ sẽ là ca khúc của nhạc sĩ Lê Quang được mang tên Chuyện Thương Tình Thế Thôi. Cảm ơn mọi người. Nhưng trước tiên là mình phải cảm ơn ban giám đốc của trại đã tạo điều kiện thật là tuyệt vời cho Hưng cũng như là anh chị em nghệ sĩ có cơ hội được hát cho mọi người nghe. Cảm ơn sếp Hồng, sếp Vũ, sếp Điệp. Cảm ơn các anh rất nhiều. Đã rất vui vẻ. Tại vì Hưng làm cái công việc này là hơn 10 năm nay rồi. Tất cả các trại miền Tây là Hưng chơi láng hết trơn rồi. Đó, hôm nay nghe lời mời của các anh thì Hưng rất phấn khích luôn. Nói thật lòng là từ chối ở số miền Tây để nhận ở Xuân Lộc thôi đó. Đó là sự thật 100% luôn. An Giang, Kiên Giang rồi rất là nhiều nơi. Trà Vinh cũng vậy nữa, mời cũng nhiều lắm. Hưng cũng mong là mình sẽ có nhiều lịch để được đi hết tất cả mọi nơi. Hả? Cái gì mới có hai bài lật, mới lật làm nóng thôi bác. Thế còn 8 bài nữa làm gì tâm. Ok, hồi nãy yên tâm, hồi nãy là thấy trội nhỏ này nhìn nhỏ mang nhỏ xíu mà đi học mực không à? Đứng lên đây mực ra đó nè. Ok cưng, anh cũng có mực ở nhà đừng có giận nha. Chào mọi người. Ok, Hưng từ từ đi xuống, bây giờ Hưng đứng đó là ở trên không nhìn được. Ngay sau đây là bài hát nó rất là signature, là cái thương hiệu của riêng Hưng khi tới các trại giam để hát. Đó là bài hát mang tên Bình Tĩnh Nha. Xuân này con không về.